Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 6 tháng 6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã được thông qua với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 96,1% tổng số đại biểu quốc hội. Tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long, sinh năm 1963, quê quán, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Thành Long là tiến sĩ luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu quốc hội khóa 14, 15. Trong quá trình công tác, ông có thời gian dài gắn bó với Bộ Tư pháp, Ông từng kinh qua các vị trí, phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, rồi vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 11 năm 2011. Sau hơn một năm, tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015 được điều động, luân chuyển giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ông Lê Thành Long trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, rồi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2016 cho đến nay. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Người được đề cử vào vị trí này là Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang liên quan đến nhân sự lãnh đạo Bộ Công an, ngày 22 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm. Trước đó, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Hôm mùng 3 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Như vậy lãnh đạo Bộ Công an hiện có 5 nhân sự gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Lê Văn Tuyến. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành quy định số 148 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quy định số này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, gọi tắt là người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập, gọi chung là cán bộ việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý do bộ chính trị ban bí thư xem xét quyết định về thẩm quyền người đứng đầu có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới theo danh mục kèm theo quy định này khi có một trong những căn cứ theo quy định trường hợp chưa có trong danh mục thì do người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và quản lý xem xét quy định tạm đình chỉ công tác bộ chính trị ban bí thư xem xét Quyết định việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Quy định của bộ chính trị đã nêu rõ danh mục các chức danh có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Theo đó, trưởng các ban, cơ quan của Đảng ở trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cấp phó của mình, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc vụ trưởng cục trưởng và tương đương trực thuộc các ban cơ quan của đảng ở trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cấp phó của mình cán bộ lãnh đạo quản lý do mình quản lý điều hành bí thư tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy thành ủy bí thư huyện ủy và tương đương ngoài ra còn có thẩm quyền đối với người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh ủy thành ủy, cấp trưởng các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh. Bí thư huyện ủy và tương đương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy cấp xã, trưởng, phó ban, cán bộ lãnh đạo quản lý trong cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của huyện ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý trong các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện chủ tịch quốc hội quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó chủ tịch hội đồng dân tộc phó chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội phó trưởng ban công tác đại biểu phó trưởng ban dân nguyện viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh thủ tướng được quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thứ trưởng và tương đương chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh người có chức vụ do thủ tướng bổ nhiệm bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Bộ Chính trị cũng nêu rõ thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết không quá 15 ngày làm việc. Trường hợp phải gia hạn thì thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác tối đa không quá 15 ngày làm việc. Trong buổi chất vấn chiều mùng 5 tháng 6 tại Quốc hội, đại biểu Trần Trí Cường, đoàn Đà Nẵng nêu vấn đề. Sau đại dịch COVID-19, Quốc hội và chính phủ rất quan tâm hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển bằng chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đã bố trí ngân sách 300 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên đến nay, số kinh phí này vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi ngân hàng. Số tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ. Đại biểu đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân cũng như có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Về nội dung này Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, 300 tỷ đồng không phải là quỹ để hỗ trợ phát triển du lịch mà theo luật du lịch thì gọi là vốn điều lệ. Vốn điều lệ thì được áp dụng theo quy định số 49 tại khoản 7, điều 9 của quyết định 49 do Thủ tướng ban hành thì vốn điều lệ được bảo tồn, phát triển bằng cách gửi ngân hàng và bảo tồn nguồn vốn đó.